những vụ tai nạn nghiêm trọng nghi do bị say nắng, say nóng. Liên tiếp các trường hợp nhập viện cấp cứu do mất nước, sốc nhiệt. Tình trạng nắng nóng kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Sơ cứu, xử trí và dự phòng các bệnh lý này như thế nào? Tất cả sẽ được các chuyên gia giải đáp và hướng dẫn chi tiết đến quý vị. Sống khỏe cùng chuyên gia, 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 trên tất cả các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trung ương Huế. Số điện thoại đường dây nóng 0944 203 279. Mời quý khán giả đón xem và gửi câu hỏi đến chương trình.